BNI Business Network International, tổ chức kết nối thương mại lớn nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, được sáng lập năm 1985 tại Mỹ bởi tiến sĩ Evan Minsner. Sau 30 năm hoạt động, đến nay BNI đã có mặt trên 60 quốc gia với tổng số thành viên lên đến hơn 179.000, hoạt động tại 6.500 chapter. Từ năm 1985 đến nay, các thành viên BNI trên phạm vi toàn cầu đã trao cho nhau cơ hội kinh doanh với lợi nhuận mang về cho thành viên đạt hơn 36,3 tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam, BNI được thành lập năm 2010 bởi ông Hồ Quang Minh. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 2.010 thành viên hoạt động ở 51 chapter tại 13 tỉnh, thành phố. Đến tháng 9 năm 2015, các thành viên BNI Việt Nam đã trao cho nhau 75.477 cơ hội kinh doanh, mang lại giá trị 3.441 tỷ đồng. Tại Việt Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2010 đã đánh dấu một sự hình thành một chapter mới trong gia đình BNI Việt Nam, Capital Chapter. Là chapter thứ 3 tại Hà Nội với khởi điểm vài thành viên, trải qua 5 năm sinh hoạt với những buồn vui, thành công cũng như kinh nghiệm và bài học cho mỗi thành viên. Sau 5 năm, chúng ta đã mang lại cho nhau 2.734 cơ hội kinh doanh thành công, mang lại giá trị kinh doanh lên đến 50.010 tỷ đồng. Thật tự hào, ngày 28 tháng 6 năm 2015, trong sự kiện hội ngộ đỉnh cao BNI khu vực châu Á, BNI Capital Chapter đã vinh dự có mặt trên bản đồ BNI toàn cầu với danh hiệu Chapter Platinum trước sự chứng kiến của ngài Evan Minsner, người sáng lập BNI toàn cầu. Những gì chúng ta đã trải nghiệm, tất cả đã thành kinh nghiệm của ngày hôm qua. Với phương châm hoạt động cho và nhận một cách chân thành, bằng những chia sẻ buồn vui, cùng nhau hoạt động vì cộng đồng, gắn bó mật thiết giữa các thành viên. Chúng tôi, mỗi thành viên BNI Capital Chapter có thể tự hào, chúng tôi là một gia đình. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Và chắc chắn chúng tôi sẽ có nhiều thành tựu, mang lại nhiều cơ hội kinh doanh cho các thành viên hơn nữa trong các năm tiếp theo. Còn chần chừ gì nữa, các bạn hãy đến với chúng tôi, đến với gia đình BNI Capital Chapter. Tuyệt vời triết lý cho là nhân, trao cho nhau bao cơ hội kinh doanh.